Trước đây thì em gọi là vỡ nợ. Em nợ 650 triệu vào cái thời điểm 2020. Này, từ từ đã. Dạ. Em thực sự là ai mà em lại được nợ tới 650 triệu? Lúc đấy là em đi vay hộ anh trai, là em trai để họ làm ô tô máy xúc. À. Em đứng ra vay, thế là đến lúc họ đánh bạc vỡ nợ, họ trốn hết đi Trung Quốc. Thế là em là người phải đứng ra giả hộ. Nỗi tiếc nhất của em là em đã đăng ký khóa học siêu success system của thầy năm 2021. Nhưng mà em học được có mấy video xong là em bỏ, em không học nữa. Và hiện tại đây em làm đối tác kinh doanh của nhà máy sữa dinh dưỡng Gafo của chủ tịch Nguyễn Bùi Hà. Thế xong rồi bán Gafo lên trên bản à? Vâng, hôm tháng vừa rồi này thì em có cái thu nhập là 13 triệu một tháng. Thế trước khi mà ngày xưa chưa học thì là kiếm được bao tiền? Ngày trước kia thì em là sửa chữa xe máy thôi ạ. Thì là được bao nhiêu tiền? 7 triệu. Có tháng thì được tầm khoảng 10 triệu, có tháng thì được 7-8 triệu. Thế thì từ 10 triệu lên 13 triệu. Vâng, và bây giờ thì em cũng làm cả hai việc, nhưng mà bên sửa chữa xe máy thì em làm ít. Bây giờ em tập trung vào bên bán sữa Gafo nhiều hơn thế. Cố gắng lên nhá. Vâng. Bán nhiều sữa thì khi nào mà dư ế không bán được cho lọ nhá. Có cho không? Có rồi ạ. Bây giờ có mang đây không? Em có. Tốt. Và xong rồi. Em có một cái điều hối tiếc. Điều hối tiếc. Điều này không phải điều hối tiếc, mà em biết những video của thầy từ năm 2020. Nhưng mà cũng chính vì cái bài video đấy của thầy đã khiến em có được cái cuộc sống tốt hơn, và khiến giúp em qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất của em. Trước đây thì em gọi là vỡ nợ. Em nợ 650 triệu vào cái thời điểm 2020. Này, từ từ đã. Dạ. Em thực sự là ai mà em lại được nợ tới 650 triệu? Lúc đấy là em đi vay hộ anh trai, là em trai để họ làm ô tô máy xúc. À. Em đứng ra vay, thế là đến lúc họ đánh bạc vỡ nợ, họ trốn hết đi Trung Quốc. Thế là em là người phải đứng ra giả hộ. Em ở tỉnh nào? Em ở Hà Giang. Hà Giang. Vâng. Dạ. Hôm trước đi xuống đây mặc áo đen đen gì? Đấy là anh trai của em. Đấy là anh trai em. Anh trai ruột của em. Đến năm nay thì anh mới quay về. Mà có hai tầng xuống đấy. Hôm nay thì anh lại không đến. Hôm nay em đi một mình. Hà Giang chỗ nào Hà Giang ấy? Em ở Vị Xuyên ạ. Vị Xuyên à? Vâng. Vị Xuyên thì khi nào có cam thì nhớ biếu cho bao tải nhá. Vâng. Hai anh em bốn anh em nhà mày học đến chục lần thì thế thì tính như thế thì lỗ thì phải cho năm mà cho bao tải cam chứ này. Vâng. Và em xin chia sẻ là những cái bài video của thầy, cái video đầu tiên em được biết đến là cái video thầy hướng dẫn một anh Trần Văn Đức làm sơn. Anh cũng anh Sơn ạ. Xong là thầy hướng dẫn anh. Tức là hôm đấy là nợ. Hôm đấy là em học cùng à, hay là em học xem không, video thôi? Em chỉ nhìn thấy trên YouTube của thầy thôi. Trước đấy thì em nợ khoản tiền là 650 triệu. Đấy là cả thằng em, thằng anh của em là trốn hết. Một mình em, nhà em còn có ba anh em đều con trai hết. Đấy là một mình em là người ở giữa. Thế là một mình em ở lại thì tất cả mọi người đều đến hỏi em. Hôm nay thì ông này đến hỏi, mai thì chú kia đến hỏi. Ngày sau thì lại có người khác đến hỏi, xong là thời gian đấy em bế tắc không biết phải làm gì. Lúc đấy thì em sửa chữa xe máy và mức thu nhập của em thì có tháng là tầm 8 triệu, tháng là 10 triệu. Thì không thể chi trả được những số tiền đấy. Lúc đấy thì tiền, tất cả những tiền đấy em toàn vay ở trong làng. Toàn vay các bác, các chú ở trong làng. Sao lúc ấy hai thằng kia trốn em ở lại làm gì? Em đang định trốn thì lại nhìn thấy bài video của thầy thì em ở lại thôi ạ. Đang định trốn nữa thì nhà các bạn con trai đi trốn thì hết rồi. Sau một tuần em hôm nào em cũng xem bài video của thầy đấy. Em xem đi xem lại. Có lúc thì em đang sửa xe máy, em vẫn mở cái điện thoại để cạnh em nghe. Thế là sau một tuần thì em quyết định nói chuyện với vợ em, bảo là bây giờ ấy, em nghe thấy, lúc đấy em chưa biết thầy là ai đâu. Em chỉ bảo em nghe một ông thầy nói là bây giờ mình cách để thế này thế kia để khoanh nợ. Thế là em nói chuyện với vợ em thì xong là vợ em cũng đồng ý. Xong là sáng hôm đấy thì em có lên nhà ông bác. Nhà ông bác bán thịt lợn thì em lên nhà ông bác mua thịt lợn. Em có nói với bác là tối nay hai bác ở nhà chờ cháu nhé. Hai vợ chồng cháu lên chơi với bác. Thì ông bảo thế là chiều tối thì hai vợ chồng em với cả đưa cả đứa con đi nữa. Xách một con gà
lên nhà ông thịt, rồi là ngồi ăn cơm. Trước đây cháu có nợ bác tiền này kia, bây giờ thì hai anh với lại em của cháu bây giờ nó trốn đi rồi. Bây giờ thì cháu không còn khả năng để trả lãi nữa. Thì bác cháu xin lại tiền lãi, bây giờ cháu trả góp, trả dần. Thì nhà đấy là nợ nhà đấy là nhiều nhất thì là 160 triệu. Thì hai bác cũng đồng ý cho trả dần trong vòng một năm. Nhưng mà em cũng cam kết là một năm em sẽ trả hết. Sau thì em không trả, đến lại hết một năm sau không trả hết. Còn lại 40 triệu lại lên lại xin tiếp. Lại sang năm sau lại trả tiếp. Thế là đến hiện tại bây giờ thì em cũng trả cái số nợ này cũng là sắp hết rồi. Còn tầm khoảng hơn 100 triệu nữa. Giỏi quá đấy chứ. Mấy em biết anh. Đấy nhá, anh em nghe chưa? Ông này là người thiểu số, nghe tiếng Việt chưa sõi ở vùng cao mà ông ấy còn ứng dụng được video của tôi, cuộc sống của ông ấy thay đổi. Các ông dưới xuôi mà các ông không ứng dụng được là các ông không được với tôi đâu ấy. Em biết ơn thầy rất là nhiều. Em tên là gì? Em tên là Quấy. Quấy. Họ tên đầy đủ là Triệu Văn Quấy. Triệu Văn Quấy. Vâng. Em là dân tộc Dao ạ. Dân tộc Dao. Vâng. Em thử nói bằng tiếng Dao xem nào. Tức là nói cái thông điệp gì đó truyền cảm hứng cho bà con người Dao để có thể họ có thể học tập và phát triển. Chà lùm rồi mưa tỏi có dâu vừa lùm rồi nay hội trường. Thì họ vừa tài thả này là vừa hộ tốt rất là xăm tiểu trao. Để dẫn mình vừa áp dụng vừa dấu nhãn dấu hốp. Tiểu trao vừa dấu tụ bút giỏi giúp tụ xăm làn miền. Mày tụ kinh tế bút giỏi. Đấy, dịch sang tiếng Việt là cái gì mà có cái từ áp dụng với từ kinh tế là tôi nghe được hai từ. Chia sẻ lại cái đoạn vừa rồi nói gì đấy. Chào tất cả các anh chị trong hội trường. Hôm nay tất cả các anh chị đến đây để học được rất nhiều kiến thức về để mình áp dụng vào công việc kinh doanh của mình và mình sẽ giúp đỡ được nhiều người có được cuộc sống tốt hơn. Rồi, ok, cảm ơn Quấy. Anh cho bạn Quấy một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn em. Thank you. Anh nha. Anh em nhìn thấy một ông là ở vùng cao, người thiểu số. Trong cái hoàn cảnh mà ông hiểu hình dung là thu nhập 7-8 triệu một tháng mà nợ 650 triệu. Mình cứ tính ra như thế mà làm ăn chăm chỉ, tích lũy chăm chỉ là mất 10 năm. Có đúng không? Không ăn không uống gì là phải 10 năm mới tích lũy được cái số tiền đấy để mà trả nợ. Mà chỉ vì hai thằng anh đánh bạc, thằng anh thằng em đánh bạc. Ở đây còn ông nào đánh bạc nữa không? Thôi nhá, bỏ nhá. Cờ bạc là bác không bẩn. 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu xong rồi giả nợ dần. Đấy thì cái phương pháp khoanh nợ. Mà ông kia thì không cho khoanh nợ không được. Bây giờ không khoanh nợ thì sao? Nó trốn nốt nữa thì hỏng hết thuốc. Thế thì thôi đành phải khoanh nợ nó lại. Đó là không ai rồi gọi là gì. Cái gì mà chó cùng rứt dậu, đúng rồi. Chó cùng rứt dậu cho nên là đừng có lùa ai mà ép người ta quá. Thì nó áp dụng cái chiến lược ở đây là chiến lược tặng quà. Có con gà thôi nhá anh em nhá. Con gà này không đáng bao tiền hết 100.000, 200.000 con gà. Cho nên con gà này được dùng trong cái này là gọi là vũ khí của đàm phán. Anh em khi học cái khóa học trong cái nhóm combo 32 tuyệt chiêu đàm phán đấy. Thì con gà gọi là vũ khí trong đàm phán. Nó thuộc cái chương vũ khí thuộc nhóm quà tặng. Nhưng mà nếu mà chỉ là biếu ba con gà thì không quan trọng. Mà đây nó phải làm như thế này này. Là mang con gà lên mổ xong rồi ăn tối. Mà mang theo cả vợ nữa. Tức là đây bác mà không đồng ý là thôi em đi luôn cả nhà đấy. Đó, nhưng mà vợ thì nó nhiều lúc nó lại có cái khéo của vợ. Thì nó cũng lựa bác gái nó nói một câu ra câu vào. Đấy thì đấy cũng là cái chiến lược đàm phán chứ không phải khoanh nợ là cứ nói là ông có cho tôi khoanh không, không khoanh thì tôi trốn thì không được. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.